quý vị đến kênh YouTube của Đồ Cô Thứ Tám, mà bây giờ là 9 giờ ngày 21 tháng 6 âm lịch, và chúng tôi đang trực tiếp bàn giao cho nhà bác Tê tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Tây, cũng đây, quay thuộc trực thuộc ở Hà Nội, và một bộ trường em vụ. Có khi là hai mét điểm chung đây, và đây có cái kê ở một căn nhà để vừa nói bỏ ngồi đang kia cứ để bằng cái án gian như là được rồi. Cho vào tí nữa, cho vào tí nhân bằng cái chân án gian như là vừa. Đấy đấy, thế cho đỡ chật nhà. Cho vào tí nữa là được. Đấy, chị hình là bác Te này, và con trai của bác này kê lại cho nó ngay ngắn trưởng. Rất là đẹp. Nhưng không gian này chỉ kê trường kể nó mới hợp thôi. Nếu kê mùi được thoải mái. Vâng. Để pha nước làng hoàng. Chưa lên cơm ở đây nhé. Không, bơi chúng cháu phải đi chứ. Cơm ở đây chứ. Cháu phải về không? Nào, thì phải lên uống nước á. Vâng, uống nước, uống chén nước hả? Hình nào. Đây trường là đục tứ quý và bốn người. Bốn người về ông kia nhá. Dạ. Ông kia ông nào không cảm ơn. Bật quạt cái nến để quạt tao. Vâng. Và nơi trên hình ảnh quý xem đây là bác chủ nhà đây, là bác Te đây. Và đây thuộc xã gì bác nhỉ, cho quên. Xã Thượng Cốc, thôn Thượng Cốc, xã Thượng Cốc. Vâng, thôn Thượng Cốc, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Tây cũ, và bây trực thuộc ở Hà Nội rồi. Vâng. Anh đang giao trực tiếp với bác bộ trường này. Trường này có kích thước là 2m 4 huỳnh và đục tứ quý. Dạ là được triển và quý vị nào mà muốn sở hữu bộ trường như nhà bác Te ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây cũ này, thì xin liên lạc với số điện thoại là 0987510806 nha. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cần Thơ, tỉnh Phúc Thọ. Và thì xin kính chào. Ôi, đúng nối rồi, án gian trường kế này thì đúng nối rồi. Chỉ quản nhân lên này các bạn, cho cao. Vì cứ lần dần cái tôi chưa muốn mua ngay nhở. Vâng. Người thì bảo xa đâu, người thì bảo là... Này là một mà cứ ngày ấy mà có người đến đây cũng hỏi mấy.